các bạn vào thăm các gian hàng hội chợ Tết ở Cali nha xem có gì lạ so với lại các anh chị ở các tiểu bang khác, không biết là các anh chị ở các tiểu bang khác có được cái hội chợ Tết lớn như thế này hay không, à, dĩ nhiên là so với lại các anh chị và các bạn ở bên Việt Nam thì là Cali thì là hội chợ nhỏ thôi nhưng mà so với lại tất cả các anh chị và các bạn ở các tiểu bang khác thì hội chợ tết ở đây là thuộc dạng rất là lớn đó nha các bạn nhìn thấy những cái cây kiển nè họ làm đẹp không họ bán những cái cây kiển này á rất là đắt tiền đó nha hai ba ngàn đô một cây á à, họ làm công phu vậy đó ở bên Mỹ thì trời lạnh cho nên nó là để chăm sóc những cái cây này nó khó hơn là ở bên Việt Nam cho nên những người mà người ta về hưu rồi đó thì ta mới có thể có khả năng để mà có thời gian để mà chăm sóc và nó lên được nhỏ nhỏ như thế này là đã rất là công phu rồi các anh chị có thấy có đẹp không so với lại Việt Nam thì bên Cali không có bằng một góc tí tỉ nào hết á nhưng mà cái giá họ bán thì rất là mắc các bạn nhìn xem nè hội chợ có rất là nhiều cái gian hàng khác nhau nha anh chị đi giờ này là buổi trưa đó mà người vẫn tấp nập bán đủ thứ các anh chị có thấy đẹp không à, nào á, là bao lì xì nè à, những cái liễn để à, treo nhà ngày tết nè rồi à, những cái đồng tiền vàng nè rồi à, tất cả những cái à, cây hoa nè À, bằng mũ rồi à, bằng đất đẹp lắm mỗi một cái gian hàng gì đó thì người ta bán một loại khác nhau thì ai thích đó thì vào mua thôi nhưng mà ngày tết đó, họ bán đó, à, được dữ lắm à, tại vì ai cũng muốn mua cho căn nhà mình đẹp hơn cho nên nó là à, mua về để treo cho nó đẹp coi là những con heo vàng nè những con rồng vàng nè con chuột mạ vàng nè thấy thương không Đẹp quá phải không các anh chị và các bạn Đó Thì bên đây chỉ có nhỏ nhỏ như vậy thôi Là đã ấm lòng rồi Chứ không có phải được mà hoành tráng Giống như bên Việt Nam đâu Các bạn nhìn thấy nè Họ có đem ra luôn cả những cái cây Mà họ trồng trong cái chậu gì đó Có trái nè Đây là cây mẳng cầu đó Trái rất là nhiều Thì mỗi một cây như vậy đó Họ bán vài trăm đô lận đó nha Các anh chị Chứ không có phải là À, rẻ đâu tại vì à, ai cũng trồng xuống đất hết á còn những người người ta trồng để bán đó thì người ta trồng trong cái chậu cho nên là nó cũng rất là khó có trái nhưng mà họ chăm sóc giỏi anh chị thấy không trái quá chừng luôn nè rất là đẹp rất là đẹp rồi đó mình dạo thêm một dòng khác nữa nha nè à, rất là nhiều đây là những nhành mai trắng nè rồi những cái nhánh magnolia nè bông màu hồng nè màu tím nè rồi có những cái cành hoa mà giống như là hoa đào mà không có phải là nó có nở hoa mà giống như cái bông gòn vậy đó đây là cái hoa mai nhật bản các bạn ơi các bạn thấy có đẹp không mặc dù á, là ở bên cali thì cũng có một cái hội chợ tết á, à, kéo dài khoảng mười mấy ngày và nó cũng rất là lớn so với lại cộng đồng người việt của mình ở bên hải ngoại nhưng cũng không thể nào so sánh được với lại cái à, hội chợ hoa ngày tết của các bạn ở bên việt nam nhưng mình muốn cho các bạn xem để các bạn biết được là ở bên mỹ à, thì ngày tết cũng sôi động, cũng rất là đông khách tới những cái nơi này và một người mang về cho mình một cành hoa, một chậu hoa để trưng trong ngày Tết để tưởng nhớ tới ông bà vậy thôi. Rồi có khu thì bán áo dài nè cho các cô các chú nào muốn ra đây và mua áo dài mang về để mặc Tết Thì mình có điều kiện Mình mua ở đây mà mình mang về luôn à, Họ bán á, áo dài cho phụ nữ nè Rồi cho nam nữa Đặc biệt á, thì hoa lan rất là nhiều nha Hoa lan ở bên đây á, được cái á, là nó tươi lâu dữ lắm các anh chị à, Một chậu hoa lan vậy Nếu anh chị à, giữ tốt á mấy tháng nó vẫn còn rất là tươi, hoa nó không có rụng, không phải giống như bên Việt Nam hoa lan nó trời nóng cho nên nó tàn mau, còn ở bên đây đó không khí lạnh cho nên hoa lan nó rất là đẹp và nó last rất là lon nha, có nhiều người mà chăm sóc giỏi đó là mình để cái chậu hoa lan trong nhà cả năm sáu tháng hoa vẫn còn rất là tươi nha các anh chị, coi nữa nè một cái shop quần áo khác À, cũng lại bán áo dài à, trước sân của thương xá phước lộc thọ thì có rất là nhiều gian hàng các anh chị thấy số lượng người đi nè bây giờ là mình đang đi buổi trưa đó các anh chị mà đã đông như thế này rồi <laughs> con về các bạn có thấy không trước cửa thương xá Phước Lộc Thọ đó có một cái sân khấu ai thích hát thì lên đó hát hát những bài mùa xuân nè rồi bên cạnh đó thì có các cái nghệ sĩ nè như là Đức Tiến nè Hồng Nhung nè một số anh em nghệ sĩ tới để chụp hình rồi chụp Cùng với lại khán giả Rất là vui Nhìn thấy sôi động, náo nhiệt, thấy thương không các anh chị Ngày nào cũng vậy hết á Cho liên tục Bao nhiêu ngày trước Tết vậy đó Thì hết cái nhóm này tới nhóm kia Đây lại là những cái gian hàng Mà bán hoa giả Mình thích hoa tươi Thì mình mua hoa tươi Mình thích hoa giả thì mình mua hoa giả về Mình trưng cũng vui lắm <laughs> ở bên trong khu thương xá phước lộc thọ thì họ bán vàng là chủ yếu vàng với lại hộp sòn nè mình đã vào được tới bên trong rồi ngoài vàng và hộp sòn đó thì người ta còn bán các cái đồ ăn vặt rất là nhiều nha à, các anh chị xem nè lúc nào cũng đầy người ngồi vòng à, hai bên á để mà mua các cái loại thức ăn Chẳng hạn như là Hột vịt lộn nè à, Nước mía nè Rồi các cái bánh nè Để mình cho mọi người xem Ở đây là có một cái quầy nhỏ nhỏ Họ bán gì đây à, Bánh tét nè Họ dán những cái à, là chúc tết ở trên đó Bánh chưng nữa Rồi đây là bánh tay yến nè bánh cay nè và bánh tiêu ở bên trong khu phước lộc thọ thì có một cái sân khấu nhỏ nhỏ nè các anh chị thì lâu lâu có cái dịp gì đó thì là người ta sẽ biểu diễn ở bên trong anh chị rất vui là đã cho tất cả các anh chị và các bạn xem cái Tết nho nhỏ ở bên Cali như thế nào. Anh chị xin chúc tất cả các anh chị có một mùa xuân vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Anh chị kết thúc cái video tại đây nè bằng một ly trà sữa nè. Rất là ngon phải không? Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.